bị lên đồ rồi hết, chuẩn bị tính đi câu cơ, mới vừa lời dẫn xe ra mưa ào tầm tã ướt nhẹp, giờ mới trong trời hé nắng lên, không biết còn mưa nữa không. Trong trong trời chắc hết mưa giờ đi câu mọi người, giờ cũng 3 giờ rồi. Chào mọi người, hôm nay trở lại khu Tân Lập câu cá mọi người. Đó đó. Lúc luôn lúc cái rồi con chà quá ra được mọi người. Con đầu tiên nha, đầu tiên mọi người ơi. Kỳ vậy. Đó, nghĩa. Lúc luôn. Ừ, thấy hoài. Anh em à. Thấy hoài là biến quay quá. Kéo à, kéo một cái gì, một cái gô bự ghê ta, cái bá luôn rồi. Kìa đang thui, okay. Lúc lắc bự mọi người ơi, rồi ơi, sảy luôn tất cả tất cả tất cả. Bên này mưa gió xong tưởng đâu mát trời đi câu có lý, câu chết quá mọi người,
sau mưa cá thì không không ăn được. Lại thấy cá gì lên lên móng lưa thưa thiệt mãi luôn. Tại vậy mà giật còn sảy nữa chứ. Buồn gì đâu. Mấy con hàng mini chỉ có một cái rô bự, có con rô đồng bự, con thắt lát cũng được, còn nhiều bé tí bé tí. Đồ đổ ra mọi người ơi, chụp xuống đây mọi người ơi, nhảy tùm lum. Cái rô mập mà cái rô được được, không mập cũng ốm. Chào mọi người nha, mọi người ở video ngày mai nha.